sốc với vụ đánh ghen bình tĩnh nhất quả đất, chỉ cần tình địch xin lỗi. Dẫn cả bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ cùng anh chị em, họ hàng đi đánh ghen, nhưng người vợ trẻ chỉ muốn tình nhân của chồng nhận tội, chính thức nói lời xin lỗi, khiến nhiều người cho rằng đây là vụ đánh ghen bình tĩnh nhất quả đất. Cụ thể thì việc rạch mặt tình địch, lột quần áo giữa phố, cắt phăng của quý của chồng là một trong những hành động xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, có phần rùng rợn của nhiều chị em lúc phát hiện ra chồng có tình nhân mới. Tuy nhiên thì mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục truyền tay nhau chia sẻ một đoạn clip đánh ghen có độ dài chưa đến 7 phút, ghi lại một màn đánh ghen có phần lạ lùng. Bởi người vợ trẻ không đi đánh ghen một mình mà dẫn theo cả bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng cùng anh chị em đi dằn mặt tình nhân của chồng. Trong đoạn clip này, thay vì những hành động có phần man dợ, người vợ hỏi cô bồ liên tiếp rằng: "Hôm 21 nó ngủ ở đây, tao cũng biết, 4 giờ sáng nó đi từ đây về, mày thích cãi không? Bây giờ mày có nhận mày ăn ngủ với chồng tao hay mày bảo chúng mày chỉ nấu cơm cho nhau ăn?" Tiếp lời giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi được cho là mẹ của cô vợ trẻ có chồng cặp bồ này, nói: "Bây giờ cháu phải biết cái sai của cháu nhận lỗi, cháu xin lỗi, bác tha cho, còn từ bây giờ cấm không liên lạc nữa. Bây giờ có nhận lỗi không? Bây giờ xin lỗi cái hiền và không lặp lại việc đó nữa. Bác sẽ tha thứ cho, làm đi." Người mẹ rất bình tĩnh, nói như vậy. Điều khiến cho mọi người ghi nhận là trong quá trình xử lý tình nhân, người vợ không tránh khỏi việc nói những từ ngữ tục tĩu, nói lớn tiếng gay gắt. Tuy nhiên, cô không có hành động quá tay mà chỉ sấn sổ vào cô bồ lúc cô này chối cãi nhưng không đánh tình nhân của chồng. Thái độ của bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng lúc đó chỉ khuyên can con tha cho cô bồ. Người vợ dạy dỗ cô bồ rằng: "Hôm nay không có bố mẹ tao, tao còn bắt mày bồi thường tiền cho tao. Mày có biết bao nhiêu tháng nay chị em tao ăn không ngon, ngủ không yên? Cứ lúc nào tao thấy chúng mày ở với nhau là tao gọi chị em tao đến không? Tao hai đứa con rồi, tao phải lo cho chúng, chứ tao đi dình chúng mày à? Mày tưởng tao thích đi đánh ghen như thế này à? Mày cũng có hai đứa con rồi mà không biết nghĩ đi tìm thằng nào mà cặp để nuôi được mình, nuôi được con." Chính vì vậy, khi theo dõi clip đánh ghen này, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là vụ đánh ghen bình tĩnh nhất trong những lần trường hợp đánh ghen trên mạng xã hội. Facebooker Hoàng Lan bày tỏ: "Đâu phải lột đồ, rạch mặt đã ăn thua, phải đánh ghen thế này, bọn cướp chồng mới nể này."